chụp xuống bọc máy bóng bốn. Hello, our beloved people. Bà Giê-xu chọn ai mà dương, nơi chọc cho mùi nâng trông. Jesus wants us to abide in him. Hãy đồ vầy dương trông nơi chọc cho mùi nâng trông. Why do we have to abide in him? Ta dương trông nơi chọc cho mùi nâng bệnh đôi rộng biệp nà. How can we abide in God? Chương phí bốn chân nằm môn, cả đại Bà Giê-xu cùng nơi phát đầy nơi lái. Around 2,000 years ago, when Jesus was on earth, ngày mùi, Bà Giê-xu mình bệnh bánh tù từ cánh sơ trùng thà. One day, Jesus told his disciples that Khnyom chỉ đang tâm phương bài chú đọc bật hai bà vô bài đà khnyom chỉ nét đầm. I am the true one, and my father is the wine dresser. Ở tên khả này nạ lại đọc chân bị khnyom đại mình bằng cách Paul Ply nụ trung nâng cắt chào. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Tại ở tên khả này nạ đại bằng cách Paul Ply nụ trung lùa khả này nụ vinh đồng bấy ở bàn Paul Ply chỉ tràn lại. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. I never knew ban saat hai, doi sa pia dai khnyom ban prab. You are already cleansed because of the word which I have spoken to you. Cho nơ chop nung khnyom, hai khnyom chop nung nero khnie cho. Priep doi chi khnai, ba mon nơ chop nung kol, nu pum aich nung bongkaet phol doi aich aing ban te. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Đối chứ này, nẻ rõ khả nìa có bụng bản đài, lớt tài nơi chốt nâng khả nhôm. Unless it abides in the wine, neither can you, unless you abide in me. Khả nhôm chỉ cùl, nẻ rõ khả nìa chỉ khả nài, nẻ nà đài nơi chốt nâng khả nhôm, hỏi khả nhôm chốt nâng nẻ nú, nú tớp nâng bằng cách phò lăng chỉ tràn. I am the wine, you are the branches, he who abides in me, and I in him, bear much fruit. Bật bà đắc bị khnhom chảnh nụ nẻ rọ khnia pom ách nưng tvơ avai ban tê. For without me you can do nothing. Ba nẻ na mần nơi chọp nưng khnhom nẻ nụ trâu bọ chal tơ khang krai hay có kriem tơ đôi chi khnai đai. If anyone does not abide in me, he is cast out as the branch and it withered. Rút kê promol bọ tơ khnung phleung chèh ơ tơ. And they gather them and throw them into the fire and they are burnt. Bà nẹ rõ khả nìa nơi chọp nâng khả nhôm, hỏi tiếc khả nhôm nơi chọp nâng nẹ rõ khả nìa. If you abide in me, and my words abide in you. Nú, cho sống mà vầy, tam tài prathna cho. Xảy cách đây nú, nâng ban xâm rạch đòn nẹ rõ khả nìa chìa mình khan. You will ask what you desire, and I shall be done for you. Bà vô bây đá khả nhôm, ban âm càng làng, nói xảy cách đây nì ai. By this way, my father is glorified. Cứ đòi nẹ rõ khả nìa bằng cách Paul chí tràn giang nụ nẹ rõ khả nìa nâng thuốc chí sở rõ bọc nhu mèn. That you bear much fruit, so you will be my disciples. Đối chứ này, bà sân chí dương mình nơi chọp chí mùi nâng bệ tế. So, if we do not abide in God, nụ dương nâng mình ách bằng cách Paul phải bàn hồ tế. We will not bear fruit. Hà dương nâng khách tư chí kìm sư vật tờ. And we will be withered. Tại cá nà dương nơi chọp chung mùi nâng Bà Giê-xu đòi thuơ tam bịa rộ bọt trống. But when we abide in Jesus by keeping his words, nụ dương nâng ách mong cạt Paul ban nhàng tràn. We will be a lot of fruits. Xôm ọc cùn. Thank you.